yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở. Khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu mùa dịch đến nay, có khoảng 2.000 em học sinh phải mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng nhau vượt qua dịch bệnh, câu lạc bộ doanh nhân HCA đã tổ chức chương trình trao học bổng nâng bước em đến trường. Dự kiến trao 100 đến 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2 bị mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư Phúc Nguyễn với sản phẩm khăn giấy ướt cho sức khỏe, tinh dầu 100%, tinh chất tự nhiên, thương hiệu Bacardi, cùng công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trí Đạo với các sản phẩm dù đúng tâm dù lệch tâm. Xin chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ công nghệ tin học Lê Nguyễn với dịch vụ giao nhận vận chuyển logistics. Cùng 10 đơn vị tiếp theo thuộc top 1.